Em sẽ test cái con dắt đen và cái ốp am là đi theo máy của nó là sử dụng con AD797. Nhiên em cũng mua con MU03 thì hôm qua đã bán rồi. Còn cái con V6 này thì thực sự là mình không hài lòng với nó. Về đầu phát thì các cái thiết bị phát thì mình dùng P3. P3 thì cũng đọc ở trên mạng thì các bác nói là phải xuất Cochean thì nó mới sạch, nọ kia rất là nhiều vấn đề. Thì mình đã mua con DG1 2.280.000 và một con DG cộng Pro của Trung Quốc thôi. Thì cá nhân mình nhận xét thì cũng khó có thể phân biệt được, mặc dù là đã phải thêm 2 triệu 3 vào đây. Rồi mình sẽ test, mình đã test rất nhiều lần cái cổng Cochean của con DG1 và cái cổng USB mặc định của con P3, và mình thấy rất là khó nhận biết được cái sự khác biệt nhau, mặc dù là đầu tư cái DG1 thêm 2 triệu 3 nữa, cộng với dây dợ dây Jumbo của Ý cũng 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 gần 1 triệu nữa. Mình phải câu ra để kết nối như này. Nhưng mà qua qua mình test thì mình thấy là cái đường USB nó chơi cũng 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 không thể phân biệt được với cái mà việc mà thêm 2 triệu 3. Còn cái nguồn cho pin thì mình mua cái nguồn là Niner tuyến tính như thế này. Nên mình chỉ chọn cái biến áp bình gì khoảng 64 tệ, khoảng khoảng 250.000 thôi. Mình chưa dùng tới cái loại Tenema khoảng 900.000 một cái thôi. Mình chưa mình biết là cái loại này nó cũng tốt thôi, nhưng mà tất nhiên thì nó không thể bằng Tenema được. Giờ em sẽ test thử một cái bài nhạc vàng thôi, nhạc vàng mà nó mới thu xong nó có này. À, em chơi bài Thương Về Cố Đô đây.